chúng tôi sẽ bay trên phản lực có giá vé lên đến nửa triệu đô la mỗi chuyến, và cũng sẽ trải nghiệm bay trên một phản lực tư nhân có giá 25.000 đô la, một ghế hạng nhất trị giá 10.000 đô la, khinh khí cầu và hơn vậy nữa. Nhưng trước khi cho các bạn biết cảm giác bay trên những chiếc máy bay sang trọng và xa hoa nhất hành tinh, tôi sẽ bay trên một chiếc máy bay rẻ nhất thế giới trước đã. Hơi lung lay ọp ẹp á nha. Đây, gửi tiền trước đã, cháu cực kỳ lo luôn. Mấy đứa trẻ sao hay lo quá. Yên tâm đi, chú lái được nửa tá lần rồi. Vậy là có 6 lần thôi.